Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em vừa về một chiếc Toyota Cross phiên bản 2024 màu trắng ngọc trai phiên bản sang lai điện. Và em xin phép làm video để giới thiệu nhanh cho anh chị về chiếc xe này cũng như là cập nhật về giá bán của chiếc xe Toyota Cross cả hai phiên bản ở thời điểm tháng 10 năm 2024 để anh chị nắm được. Thì trước mắt chúng ta đây phiên bản máy xăng lai điện thì em sẽ báo giá cho anh chị trong khi quay một vòng xung quanh xe. Thì đầu tiên là phiên bản máy xăng thì có giá niêm yết là 820 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm là 32 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị thời điểm hiện tại nó sẽ rơi vào là 878 triệu. Nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì vui lòng trả trước cho em số tiền là 257 triệu là mang xe về. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản xăng lai điện trước mắt chúng ta đây, phiên bản này có giá niêm yết là 905 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm là 10 triệu tiền mặt và tính ra lăn bánh cho anh chị số tiền là 992 triệu. Trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền tối thiểu là 288 triệu, và nếu mà anh chị muốn lựa chọn màu trắng ngọc trai thì vui lòng cộng thêm 8 triệu giúp em cho cả hai phiên bản. Vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe này và giới thiệu một vòng xung quanh xe để anh chị nắm được. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Chiếc xe này thì bên em vẫn chưa bóc ni lông này, vẫn chưa bóc cái tay kéo của xe. Và chiếc xe này là màu trắng ngọc trai, màu hybrid. Thì ở đời này thì hai cái phần thanh màu xanh ở đây sẽ bị loại bỏ và thay vào đó là sẽ cái logo vẫn là giữ ánh xanh, vẫn có Toyota Tepsi Sen, vẫn có camera 360, mặt ca lăng thay đổi theo phong cách của RX350. Và ở bên này là có mặt một cái miếng mạ chrome ở đây. Đèn thì đèn chiếu sáng thì vẫn vậy, pha cốt thì vẫn là đèn led, tuy nhiên là cái xi nhan sẽ đã đẹp hơn rồi. Đèn xi nhan bây giờ là xi nhan dạng dòng chảy kết hợp của rất nhiều projector. La răng ở phần hông xe thì vẫn vậy, vẫn là kích thước 18 inch, lốp mid cho cả hai phiên bản. Và ở đây có ký hiệu của phiên bản HEV xăng lai điện. Ở phần trần xe thì anh chị sẽ thấy có một sự thay đổi. Có nhiều người thích và cũng có nhiều người không thích, là bởi vì phiên bản này là phiên bản 2024 thì có cửa kính trời toàn cảnh thì mở ra rất là thoáng. Tuy nhiên là chỉ mở được rèm thôi chứ không mở được cả cái trần ra. Nên là nhiều anh chị thích là bởi vì là nó sẽ ổn định, nó không lo sau này trục trặc. Nhiều anh chị không thích là mình sẽ không mở lấy được gió. Thì tùy theo nhu cầu mỗi người thôi. Còn ở phần đuôi xe và phần hông xe thì thiết kế vẫn vậy. Tuy nhiên ở phiên bản xăng lai điện này thì sẽ được trang bị thêm một cái tính năng nữa là tính năng BKSB, có nghĩa là chủ động phanh khi mà phát hiện vật cản khi lùi. Ở phần nội thất thì hiện tại bên em vẫn còn hai lựa chọn là màu đen và màu đỏ pha đen. Và màu đỏ bây giờ thì sẽ không phải là màu đỏ thuần như ngày xưa nữa, mà đỏ sẽ là sáng hơn và pha với màu đen, trông cảm giác nó rất là thể thao rất nhiều. Và màn hình cũng được nâng lên lớn hơn. Chiếc xe này là nội thất màu đen anh chị ạ. Và một cái đặc biệt của phiên bản hybrid là mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 3,67 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Nó có cái mức tiêu thụ tối ưu như vậy là do cái hệ thống hybrid tự sạc của chiếc xe này là sẽ hấp thụ năng lượng dư thừa khi mà mình phanh hoặc mình giảm tốc độ. Thế nên là sẽ tiết kiệm được chắc là gần một nửa so với chiếc xe xăng thông thường. Đó, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là đi một vòng xung quanh xe để anh chị nắm được thông tin về xe. Anh chị nào có em tư vấn thêm về các thông tin khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.